Thì tháng 7 có hai cái tên gọi, một là cái tháng cô hồn, đúng không? Cô hồn xá tội đồng nhân. Và trong nhà Phật thì người ta không gọi thế, mà người ta gọi là tháng Vu Lan. Hai cái này tuy cũng vào dòng tháng 7 nhưng bản chất sẽ khác nhau, không giống nhau. Thì trước hết tôi nói về phong tục dân gian đã. Phong tục dân gian người ta nghĩ rằng đến tháng 7, và trọng tâm của tháng 7 là ngày rằm, là cái ngày mà ở cái cửa ngục thì được xá tội công nhân, tức là một năm có một ngày mở cửa cho các tội nợ ở trong địa ngục được ra, được coi như tắm nắng một ngày vui chơi, sau đó rồi lại quay trở về. Và khi mà nó đang ở trong ngục, nó đang thiếu thốn và đang kìm nén, mà nó được ra một ngày thì nó đi vung vẩy các nơi có công nhân để nó phá hoại thế này thế khác, cho nên là rất là cẩn thận đối với đám mà trong ngục với da, đúng không? Chúng ta thấy là những cái bọn trong ngục với da mà nó tung tăng thì cực tiếp lắm. Thì họ cứ nghĩ cái đấy thì ở ngoài thường gian cũng vậy. Nhưng trong cái tháng 7 này là kim kỵ rất là đêm, mà đêm được đi thì sợ lắm, nhỡ cái. Với ví dụ như cái bọn ở phá ở trong trại ngục nó ra thì đêm có đáng sợ không? Quá họ sợ thì đêm ở đây là ma quỷ, nó ở trong địa ngục có ra, cho nên đi đêm chị em và anh em đi đêm là có khi ma nó ám có gai thế này, người ta dặn dò như thế. Và cửa ngục mở vào nửa đêm của ngày 14 sang ngày 15, xong đóng lại hết coi như nửa đêm của ngày 15. Vậy thì đấy là dân gian, đấy là cái ngày xá tội công nhân. Cho nên lúc ấy ở cả các chùa làm cúng cháo lá đa để cúng các thứ cho cái vong linh đó. Thế còn ở đây thì các gia đình có người thân có đời có hai năm là mạng. Năm thứ nhất gọi là mã biếu, một năm gọi là mã biếu, một năm thì là con mã được, tức là đầu tiên là phải biếu hết các cái quan chức từ người âm nó kia đó là phải biếu. Còn năm thứ hai mới được phải biếu cho nhà mình, đúng không ạ? Thế thì người ta phải gọi là cái mã biếu. Và cái mã hết, tức là mỗi người chết sẽ được biếu hai lần. Lần thứ nhất thì cũng đơn giản thôi, nhưng lần thứ hai đầy đủ nhà cửa ruộng vườn quần áo ở xe, thậm chí đốt cả người hầu, đốt cả ô xin, đốt cả hình nhân thế mạng, hết cái gì có trên đời có hết. Thế thì cái tục lễ ước mã ấy có từ khi nào? Thực ra cái tục lễ này không phải là của nước ta, xuất phát từ cái gốc cái này của Trung Quốc thời tiền cổ. Ngày xưa các cái dân tộc ngày xưa là khi chết gọi là của đồng chia ba, của nhà chia đôi, tức là chia cả cái phần nhà cửa với tài sản cho người đã chết. Và chia cho người đã chết thì mang ra đâu các bác? Mang ra mộ để làm cái nhà mộ, xong mang hết cái đấy đồ thật chứ không phải đồ giả thôi nhé. Nhưng mà rồi là cứ sau cái phong tục cái tồn tại mãi thì nó cũng hay đồ của mình tự nhiên mang ra chia để lung tung ngoài đó, rồi nó cũng thấp thì người ta mới nghĩ là thôi bây giờ không đốt là không chia nữa, mà thôi ta tượng trưng là bằng gì? Bằng đồ mã. Mà bằng đồ mã thì làm xong một thời gian thì người ta cũng chưa được tin lắm. Thì bắt đầu cái thời đó có một anh gọi tên là cái người làm vàng mã đặt ra cái trò thay thế tất cả những cái đồ cúng của thật ấy. Người thật thì thay bằng đồ mã. Người sáng tác ra cái trò này đó là người của Trung Quốc, Vương Dự. Sau đó cái nghề này nó mai một, nó không được thịnh hành. Cái anh con cháu hậu duệ là anh Vương Luân bây giờ phải bày ra một cái trò thế này, cái bàn với một cái ông gọi là chân gỗ mình ấy, cái anh hậu, tôi sẽ giả vờ làm người chết, nhưng mà cho vào quan tài để thử khách, cho cái lỗ thì cái thở có thể gãy được không? Vào đấy xong con cháu dặn con cháu là phải đốt nhiều vàng mã tiền vàng, tất cả cứ đốt nhiều vàng. Xong là khi mà đốt nhiều vàng thì ông họ kịch vào cái con tài á, thế bắt đầu mở ra thì ông tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy thì ông nói rằng là ông tiếp xúc với các quan chức ở thế giới âm phủ gọi là Diêm Vương, thần linh ở dưới đấy là được biếu nhiều thứ quá, thế là họ sướng. Họ ấy mở ra thì thấy được cả hình nhân thế mạng, thấy nhiều tiền quá, thế là họ mới chữa lại sổ Nam Tào, thế là cho ông này sống lại vì đã biếu nhiều quá. Thế thì từ đấy là đi, thế mà chứng kiến toàn dân làng ở đấy nhá, là đến viếng này con cháu đang khóc, tự nhiên thấy người tỉnh lại, mà ông chính tử có chết cũng trở về ông kể lại, thế có tin không các bác?
tin. Thế là bắt đầu từ đấy thì lại thực hành cái nghề vàng mã đi tất cả các đường. Đó. Thì ít nhất không sống lại đi nữa nhưng thôi cũng được, biếu cho các quan đấy để cho làm ăn chuyển đến cơ quan mới còn dễ dàng hành sự. Cho nên thôi cũng coi là đưa tiền đi tiễn biệt. Thế thì cái phong trào làm mã đấy nó sẽ thịnh hành và nó truyền cả sang cả các nước khác ở phương Nam Á. Vì đấy là cái trò đấy. Và khi mà cái việc ấy thịnh hành thì nó nuôi dưỡng một cái lực lượng rất lớn là nuôi dưỡng cái bộ phận làm mã. Nhưng đồng thời nó tác dụng rất lớn thì cái tư duy của chúng ta, tư duy mê tín. Chính tại đó, tại đây này, chúng tôi đã mời các vong lên nói chuyện. Và có những vong ở giác ngộ họ phân tích rất là hay. Và có những vong mời lên nói chuyện thì họ, ví dụ như là mời hàng trăm cái gia đình lên phong nói chuyện, các con cháu đốt vàng mã các cụ có nhận được không? Các cụ bảo nhận được. Thế con cháu có thể nhận được là sướng đúng không? Nhưng mà các cụ còn bỏ thêm nhận được mà không dùng được. Cái đấy mới là cái quan trọng. Ví dụ như chúng ta tặng người bạn thân, tặng cô người yêu một cái gì đó có phải có ý nghĩa phải dùng được chứ đúng không? Chứ tặng những cái gì mà chẳng dùng được thì có khi mình biến từ cái bãi rác, từ cái rác của mình vào cái sân nhà họ thì sân nhà họ trở thành cái bãi rác của mình đúng không? Vậy thì chúng ta tặng để họ nhận được tinh thần của ta, đó là cái quan trọng. Chứ còn cái dùng thì khác. Ví dụ như chúng ta tặng ai cái gì thì ta gửi gắm một cái tinh thần đó. Nhưng khi chúng ta tặng đồ mã thì cái tinh thần của trong của chúng ta gửi vào đấy là thật hay giả các bác? Giả, chúng ta đã gửi cái đồ giả, cái tinh thần giả vào trong cái đồ dùng của chúng ta. Giống như ta tặng bạn mình ấy, một cái đồ mà mua mà toàn đồ giả, trong lòng mình đã thấy không quý thật. Ví dụ tôi yêu hai cô gái, một cô tôi mua một cái đồ giả của tàu, một cô tôi mua cái đồ xịn. Thế thì trong lương tâm của tôi thì tôi thích cô nào hơn ạ? Đương nhiên là cô mua đồ giả là tôi đã thấy khinh cô rồi. Nhưng thôi thì mua để cho cô khỏi nghèo nghèo, trẻ nhẽ là cứ đòi bám mãi. Vậy thì trong cái lương tâm của mình mua đồ giả tặng người khác, lương tâm đã giả về mặt tâm. Còn về mặt thứ hai là tính sử dụng thì chúng tôi lại kể cái chuyện thật đi đùa các bác nhé. Thì có một cái anh ở trong miền Nam ra nhà mà, gia đình anh cũng mấy ông đại tá, còn cúng mã cho ông bố làm ông tướng. Thế mời ông về thì đưa cả một cái đứa cháu gái nó học ở bên Úc, nó về và nó chẳng tin cái gì cả, nhưng mà đưa nó ra đây nó bảo nghe đi, nó cũng vọng nhập nó về cho thế nào. Thế thì đưa ra vừa ngồi khấn khấn cái thì cái ông nhập luôn vào cái cô cháu gái, cô không biết gì mà nhập vào cô ấy để cho nó khách quan. Ông khách quan nhập lên thì bắt đầu nhập vào thì ông bảo ba nó về đấy, ông nói đúng cái giọng của ông bố, bọn bay không chào à. Thế bắt đầu thế ông bảo con cả ba, thế ông còn nếu ông còn đại tá mà ông đại tá hai đại tá, thế nói thế con gửi mã biếu tiền vàng cho bố có nhận không, cho ba có nhận không, có nhận được. Thế con gửi ô tô cho ba có nhận được không, có nhận được. Còn ông bảo nhận hai cái rồi, thứ hai năm không biếu hai lần. Mà bọn bay mua 700.000 ở mã có đúng không? Có sao ai biết rồi, chúng bay đi mua, tôi đứng bên cạnh tôi thấy cái máy mặt cả của họ nó bảo 700.000 một ô tô đúng không? Ok, cái đấy là cái đứa cháu gái nó cũng về nó không hề biết cái chuyện đó. Nhưng cái xác nhận cái thông tin đấy thì là gì? Là mấy ông con đi mua. Vâng, đúng rồi. Thì ông nói câu, chúng mày mua cái ô tô mày tặng ba, bọn bay tặng ba nhưng mà mày làm hại ba. Có sao hại ba? Vâng, lúc đầu có được cái ô tô các thấy đẹp quá, các về vần vỏ ra đường các chạy chân, chạy ra đường chạy đi chạy lại cuối cùng cũng được, không nổ máy vì sao, không có xăng, chẳng có xăng gì cả, mà ô tô động cơ của bọn này là theo nguyên lý là ô tô phải chạy xăng, nhưng mà bây giờ tôi không có xăng thì chạy kiểu gì, tôi phản khoa học à, cho nên chạy đi chạy lại rồi nó ầy ra đường nó không, thế là công an nó đến còn cái thế là gì, nộp phạt. Thế là đầu tiên là ô tô làm án ngữ giao thông phạt cảnh cái đã, xong nó cứ vẫy bắt đầu cái bảo thôi lái chạy vào trong bãi để cho nó lưu thông thì cũng thấy cái động tác của ta cũng ngượng ngùng cái nào trong bảo hộp xem bằng lái thế này không có đúng không, lại không may không có bằng lái thì lại không có bằng lái, một cái giấy phạt thứ hai không có bằng lái.
xong tạm chán quá. Thế lần hai bọn này rồi ta không ra giấy nữa. Thế nó lại do một thời gian thứ tư một cái giấy nữa là phạt phải lưu kho đi bao nhiêu, cả ba lần phạt. Ông nói chuyện như là chuyện những người chỉ đùa của ta chứ gì, mà ba lần ta phạt đấy. Chứ ông nói một câu rất hay, vì ông là cũng là nhà khoa học. Ông ấy bảo nhưng mà may chán, may mà cái xe của bọn bay không sử dụng được, chứ nếu sử dụng được đó, thì khoảng mấy trăm ngày nữa mới ra từ Sài Gòn ra đến đây. Chứ không nói may vừa khẩn cạnh thì ta xuất hiện ngay, đúng không? Bảo vâng, đúng. Thế thì chúng mày hỏi, ta hỏi mày, thế thì có phải bằng cái xe của bay đâu, xe của bay được nhanh như thế à? Thế bảo nhà, thế thì ta đi mây biển đó, mày đại tá mà lúc mây và gió, một cái cơn gió từ Sài Gòn ra đây, gió bão được nữa, phải gì? Phải ngày mới ra đây, mày vừa khấn tay ra ngay. Thì sao giờ mây với gió sao gì nữa? Tao đi bằng ý nghĩ, và nghĩ cái là chuyện. À, bây giờ tôi đi hiểu rồi. À, giống như cái điện thoại các bác vừa tấn ren ren thì tiếng Việt Pháp, tiếng Mỹ cũng là nghe được ngay, đúng không? Cái tần số nó đi nhanh không? Gió không thể suy nghĩ được, mà tần số nó nhanh như là ý nghĩ vậy. À, như vậy, chúng tôi lúc ấy tôi nghe, đứng theo dõi, quay bắn theo dõi hết. À, người âm người ta đi không phải bằng phương tiện ô tô hay máy bay. Cho nên chúng ta có đốt ô tô, máy bay người ta không dùng, mà người ta dùng ngay phương tiện ý nghĩ. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ thu thiển, nếu ô tô, máy bay mà không có xăng thì không tịt, đúng không? Mà xăng tốt mà đường ở dưới chúng ta không bỏ tiền ra làm BOT vừa rồi, đúng không? Thì dưới đấy không có đường BOT thì đi được gì. Cho nên tất cả những cái đấy chúng ta nghĩ giống như trần gian thì âm nó không hành như vậy. À, cho nên là tất cả đồ dùng đó không dùng được. Và ông có nói kiểu thế bọn bay có hiếu thảo thật sự không? Có biếu bạn thật sự với ô tô có chứ, bây giờ bố để lại cho đứa con bao nhiêu chục tỷ vì cái nhà cũng để lại cho đứa con, để giúp con có công sinh thành của bố, làm sao mà đứa con tiếp được. Mấy ô tô là gì mà không ai biếu thật ô tô mà có được rồi. Thế thì bây giờ bọn tay mua ô tô thật, mua ô tô thật. Và lần trước chúng mày mua 700 ngàn, bây giờ cái ô tô thật thôi 700 triệu đó. Thì mấy ông con thấy nghĩ biếu một cái 700 triệu hơi thấy ngán, gãi đầu gãi tai. Nhưng mà ba bảo họ là ba đi mây về gió mà cần gì ô tô, có không? Mua biếu cho ba của ô tô là việc tâm hồn rồi cái hồng huyết thảo của tay với ba đấy. Chứ còn khi biếu xong, ba dùng cái ô tô đó là chứng nhận cái lòng thành của bọn mày. Rồi bọn mày đưa đến cho bạn của ba là các hộ cựu chiến binh, các ông rất cần ô tô để đi, thì nói rằng là cái ô tô này của ba cháu, tức là đồng đội của ba, là tặng gửi tặng các bác cái ô tô để các bác đi công tác thăm thố nhau. Thì có hợp lý không? Bảo hợp lý. Vậy thì chúng mày có mua không? Thì mấy con này gái đầu gái tai bây giờ mua cái ô tô 700 nghìn là được, cái là tự nhiên mua tức 700 triệu cho mày biếu mấy công bạn nữa thì hơi hơi gai. Thế như vậy chúng ta sẽ suy ra là cũng thật đấy, cũng giả các bác, cũng giả. Mua cái ô tô 700 nghìn thì được, nhưng mà mua cái ô tô thật thì đã chắc cũng có hiếu thảo thôi. Đấy này, để chúng ta ông thử xem, bảo ông cười bảo đấy hiếu thảo bọn bay như thế. Xong bảo thế còn quần áo và tiền thì ông lại bảo thế này, bọn bay đã đi đến cái chỗ làm hàng mã chưa? Không, chưa đi. Bây giờ bác bày cho bạn đến theo dõi cái đồ mã của nó làm là gì, toàn những giấy hỏng ấy, giấy phép bẩm cái liệu chen nhưng như thôi, bác không nhận đâu, chứ còn làm gì có được cái giấy đẹp đâu. Đồ đẹp không có, đồ mã nó làm vật liệu đã là xong, để trên nền nhà, để trên đất, để rác rưởi, trẻ con, người lớn, đàn bà, trẻ con, chó mèo nhảy quãi, cả các thứ không có gì thiêng liêng cả. Thì khi người ta đối với người làm bằng mã, người ta chả coi cái đấy là gì thiêng liêng. Thế mà mình thì thấy thiêng liêng, bưng lên có vẻ quý kính thì rất đến bàn thờ, rất là thiêng liêng. Trong đó cái người làm ra cái đấy, người ta dặn qua, người ta bước lên, chó mèo nhảy lên, thì không có gì là thiêng liêng, mình về coi đấy một đứa bàn thờ. Thế có thiêng không các bác? Tư tưởng đã không có thiêng rồi. Thế ông nói một câu rất hay, tôi bắt đầu tôi thấy buồn cười. Ông bảo nhưng bọn bay đi mua tiền để mã, à bảo cho tôi mua mấy nghìn tiền mã, mấy vạn tiền mã, nhưng bọn bay có đếm không? Bảo, ai đếm mà mã không? Bảo, đấy mày đi ngân hàng mày có đếm không? Ngân hàng á cấp tiền thì phải đếm mấy lần, 3 lần cũng có sẵn được kẹp dít, nhưng không bọn nào đi mua bằng mã mà lại đếm cả. Vì sao?
cũng cho là cái giả tạo, giả dối, đại tài. Mà cho bọn này cũng đến cũng có thật. Ví dụ bỏ cho cái 1.000 coi như tờ tiền vàng, nó không đến nghìn. Ngay cái đứa làm nó giả, nó bọn bay mua thứ đại khái. Vậy thì đi dân những cái giả, dân đại khái, tư tưởng bọn bay có thanh tịnh không? Không có thanh tịnh. Và ông còn nói một câu, ngân hàng tâm linh nó không tiêu được đấy. Bây giờ chúng ta hình dung, nếu như nước ta nhé, mà cái ngân hàng, giám đốc ngân hàng lại cho tiền Lào, Campuchia, Viễn Điện, rồi Thái Lan, dân dân, nó cứ im thoải mái. Nó quản tiền của nước ta thì đồng tiền nó có giá trị không ạ? Và ngay cả trong nước ta, mỗi nhà có một cái máy in tiền, thế đồng tiền để làm gì các bác? Chả có nghĩa gì cả, đồng tiền phải mang một cái ý nghĩa là gì? Lưu thông trong các hộ, trao đổi hàng hóa. Vậy thì mang cái đấy sang thế giới bên kia là người ta thấy là cái đồ giả đã là những chẳng thể thay được. Còn một số cái căn cơ do thấp kém, cả đời nghèo hèn, nhìn thấy tiền thì thích chả cần giả, giống như các bà già chả cần, như con cháu về nó cho tiền chả biết tiền giả, thế là thích từ bỏ túi không tiêu. Vậy thì cái ngân hàng tâm linh không chấp nhận tiêu như cái kiểu chúng ta mà phải tiêu được tiền như vậy. Cho nên là cúng vàng mã nó không ý nghĩa gì. Và điều quan trọng nhất, đúng không? Cúng là cúng thiệt thật. Và vâng vâng, chúng con sẽ cúng thiệt thật để chúng con xin lộc cho bác. Không được. Mày đã cúng mày biếu thôi, tại sao mà còn xin lộc mày giữ giữ mặt giống như biếu mẹ mày kề một cái gói bánh cái mày giữ giữ vào mồm mày mang về cho con mày thiết mọi gì ở biếu. Biếu cúng tiền thật, tiền thật đấy là cho ba vui vẻ thôi, chứng kiến chúng mày thật là, chứ còn kể cả tiền thật bọn bay thì thế giới cũng linh hồn cho là giả hết, đúng không? Nhưng tại sao bọn bay cúng tiền thật thì vẫn được? Cúng xong rồi dùng cái đồng tiền đó coi như của ba đi làm từ thiện, nhân danh ba đi làm từ thiện. Bạn bè thương binh những người nghèo khổ ở đây, tiền của ba cháu tôi gửi tặng đấy. Khi như vậy thì chúng ta cũng cúng thật. Còn cúng giữ giữ xong là mang đi tiêu đến cúng giả vờ. Vậy thì chúng ta cúng vào đây, cúng tiền thật và đồ thật. Có bảo là quần áo nữa. Bây giờ bọn bay sĩ quan khi đi hàng năm được đi đo quần áo sĩ quan, bọn bay có đo không? Có chứ, phải đo xem rộng hẹp thế nào, phải đo đến 3 lần đúng không? Thế bọn bay đã đi mua quần áo mã, bọn này có đã đo bao giờ chưa? Có cháu nào mà đo cả, không biết là ma gầy hay ma béo, ma cao, ma thấp mà cứ mua thoải mái đúng không? Nhớ cái ma nó mặc không được thì sao? Thế mấy ông con bảo, nhưng mà nó phải biến hóa thôi chứ ba. Có biến hóa thì tại sao ngay không lấy đồ giả biến hóa, tại sao không lấy đồ thật để biến hóa? Thế thì bọn bay lấy cái đồ thật cúng cho ba chứng nhận chúng mày là có cái tâm tốt đấy. Nhưng sau đó cũng xong, mang cái quần áo của ba đến tặng các cựu chiến binh là bạn của ba, bỏ ba cháu bây giờ được việc tặng biếu các bác ô tô này, cùng quần áo này, tiền này, thì bạn tặng ba bác vậy, các bạn bác có ba có thơ vui và vui rồi, chúng mày làm việc đó đi. Thì mấy ông con bắt đầu từ sau rồi đi cúng là phải hiểu rằng có gì cúng thì cúng thật, đừng cúng như là đếm là chúng con biếu qua ba mấy tỷ đồng thì có bao nhiêu thì thôi, lần sau không thì biếu mấy chục nghìn mấy trăm nghìn rồi, chứ không nào dám xưng là con biếu ba một tỷ hai tỷ nữa ạ, thì biếu bao nhiêu là phải thật. Trước đây bằng tiền mã thì ông có thể tố đi làm bao nhiêu cũng được, đúng không ạ? Vậy để chúng ta thấy rằng thông qua cái cuộc nói chuyện này của cái ông này, ông cũng là đến về giả, ông là một trí thức, khi chết rồi ông cũng nghiên cứu trong về giả lại cho con cháu của ông. Vậy thì chúng ta khẳng định rằng ở đây cúng đồ mã không nghiên cứu. Ở đây chúng ta trước đây chúng tôi còn nhỏ thì khi ông bà các cụ tổ tiên mất đi ấy, là phải đốt mã là trước ngày to 15 cơ, nó để cái xe chở mã nó đi giống như bưu điện ấy, qua cái này nó cũng nhận đấy. Đó, xe chở mã. Còn có một tích nữa là tháng 7 là cái tháng mà nghiêu lang chức nữ, các bác nghe cái chuyện này không ạ? Một năm mới được gặp nhau một lần đấy, con chim vô thức bắt đầu để cho gặp nhau khóc như mưa, cho nên tháng 7 thì còn mưa ngâu, cả vợ chồng mưa ngâu gặp nhau khóc ao à, ngay xuống này tại ao cái tức là người ta nói cái tháng 7 là cái tháng ngâu, tháng mã chở mã, và cái gì cũng là gì, cũng là không vững bền.
đồ dùng cũng là đồ mã. Cái gì đồ dùng hỏng rẻ tiền hỏng người ta gọi là gì? Đồ mã. Vậy thì chúng ta nên nhớ là trong cái tư duy của cái xã hội tháng 7 là tháng mã, tháng xã hội công nhân là cái tích, mã là tích từ Trung Quốc sang. Xã hội công nhân người ta định nghĩa rồi thì thôi, nhân ái thì một năm cũng cho nó ra một lần. Đấy là quan điểm dân gian về tháng Tô Hồ. Còn trong đạo Phật thì không phải vậy. Trong đạo Phật là như chúng ta đang làm, mai chúng ta làm. Tức là diễn lại cái tích của ngài Hiền Liên. Năm xưa là khi ngài chứng ngục không, ngài nhìn thấy mẹ mình đang ở trong cõi ác quỷ, đói khổ lắm. Thế ngài dùng thần thông dâng cho mẹ bát cơm, như các bác đọc kinh hôm nay, là khi cơm đưa đến miệng thì cơm cháy thành than, không ăn. Và một người con nhìn thấy mẹ mình ăn cơm và cháy thành than, có đau không quá, rất là thương cảm. Bạch Phật rằng xin giúp mẹ như thế nào. Thế thì Phật nói ông có thần thông cũng không thương cảm. Ở đây tôi nói ví dụ các bác này có võ giỏi nhưng không thể đi vào phá cục và cướp được ngục ở trong nhà người nhà mình có tội mà. Vậy thì thần thông cũng không cứu được mẹ mình. Thế thì Phật dạy là ông phải đi mời các vị chánh tăng tu hành chánh đạo, lập lễ đàn trần tế. Và ngài Mục Kỳ Liên đi mời các vị chánh tăng và lập lễ đàn, cúng dường lập lễ đàn trần tế. Thì khi cái lễ đàn lập xong thì bà cái đề là từ cõi địa ngục trở về đến cõi trời. Và khi trở về cõi trời thì bà ấy dặn rằng nhờ có vị chánh tăng cho nên mẹ nó ra khỏi địa ngục. Con bây giờ con đi cảm ơn vị chánh tăng bằng cách hãy đi cứu những người đang trong. Lúc đó ngài Mục Kỳ Liên nguyện rằng là bao giờ địa ngục không còn có người nữa thì ngài mới thành Phật. Còn khi địa ngục có người bị giam giữ mà nguyện gọi điện cho ngài, gọi điện cho nó vui chứ ngày xưa nó không dùng từ đó, mà nguyện đến lòng danh của ngài thì ngài sẽ đến và giúp đỡ đưa ra khỏi ngục. Vậy thì sau cái từ đó trở đi, những người con hiếu thảo mà đi muốn cho tổ sư cha mẹ và ra khỏi ngục chính thì dựa theo cái tích này, cho nên cái sinh ra cái cầu siêu nó là như thế. Nhưng cái này các bác nhớ, cái tích này muốn cầu siêu được và muốn có hiệu quả được thì phải mời phàm tăng hay là chánh tăng. Các bác phải chánh tăng cơ, chứ mời phàm tăng thì lại đoạn đến được luôn. Thì bà thanh đề bản chất của bà là một Phật tử rất là thuần thành, nhưng đến chùa gặp chẳng may cái ông sư chủ trì là chánh tăng như bạn thì gặp mấy cái ông học trò còn là phàm phu, bắt đầu là đối xử không tốt, tự nhiên bà ấy sẽ lại và quay sang bà ấy, từ cái chỗ sân hận thì bà ấy phá tăng bản. Bà ấy cứ thấy tăng đâu là bà ấy phá phách từ chùa trên cả phá phách, cho nên bà ấy bị sân hận vựa được. Thì bây giờ cái khái niệm trong tâm thức của bà ấy cứ tăng là xấu đó, cho nên cứ nhìn thấy tăng như thế chùa là bà ấy phá, cho nên bà ấy vậy. Thì khi phải đòi hỏi gặp các chánh tăng là cái người mà có hào quang, có đạo lực lớn lao, nhìn thấy cái họ ở đây mới là người thật. Còn trước đây mình gặp đồ dở, đúng không? Khi bà ấy thấy đồ thật thì tự nhiên trong lòng bà ấy gì? Hoan hỉ. Cũng giống như trong cuộc đời chúng ta, trước đây là gặp toàn những bọn lừa đảo đó, đúng không? Nhưng mà gặp toàn những bọn lừa đảo thì mình nhìn thấy là mình đã được gặp bọn nào nó xưng hô mình đã được. Nhưng khi gặp những người chân chính, gặp những người cán bộ gương mẫu, còn trước đây tôi gặp những cán bộ tham nhũng, bây giờ gặp những người chân chính, tự nhiên mình hoan hỉ hơn và bao nhiêu sầu muộn tiêu tan. Như vậy là chúng ta có ý nghĩa như vậy. Thì chúng ta học tập cái pháp hội đấy thôi, pháp hội đấy thì lúc ý là tổ chức vào dòng tháng 7. Tại sao tổ chức vào tháng 7? Thì lúc ý các vị tăng mới an cư cái hạ sau. Trong đạo Phật thì thường từ dòng tháng 4 đến dòng tháng 7 3 tháng an cư cái hạ, các bác không nhận đâu. Vì sao? Vì lúc ấy là côn trùng nó ra nhiều, cả thứ thì sợ dẫm vào những côn trùng vào phát sinh, cho nên tiện thể là trong 3 tháng chỉ ở trong giống như là trong trại vậy, thì trong thánh đường thì là an cư cất hạ. Sau 3 tháng đó thì đúng đến rằm tháng 10, là rằm tháng 7 thì các vị chánh tăng cái được coi như là gì, là tự tứ, cái ngày tự tứ là ra đã xong, tức là như tốt nghiệp. Thì người ta tu hành trong 3 tháng, chánh đạo là cái hào quang rực rỡ, đạo lực rất là sáng ngời. Thì khi bà cái nghề gặp được những đối tượng đó, tự nhiên bà sinh lòng hoan hỉ và trở về với trời. Thì cái kiểu mà cầu siêu thì đến cái tích đó thì nó cũng có tác dụng. Chứ nếu như mà mời Phật âm về mà không mời được những cái bậc
và chánh tăng, những bậc Bồ Tát về tặng hào quang, tạo ra cái không gian thanh tịnh, thì toàn bộ cái khóa lễ chỉ là hình thức mà thôi, có nghĩa đâu, chẳng có ý nghĩa gì để giải thoát cho người đâu, chứ không phải là mang danh sách đã đọc ra giả. Trước đây tôi cũng bị như vậy, để gửi danh sách vào trong thầy trong con cháu ở ngoài cũng ngồi này khoanh chân đọc ra giả. Thì tôi nói rằng là ngày xưa vào chùa là tôi đốt vàng mã mà cái đúng giả thì không ít đâu, hội điện làm ăn cũng sủng sỉnh khó thôi, mà đốt không phải đốt ít, mỗi một lần tôi đốt bằng ô tô đốt ít lần đốt 4 lần nữa, bên nội bên ngoại bên nọ bên kia. Thế bây giờ là đi cúng thì gửi danh sách, còn mình bên ngoài người nghe người ta đặt tên. Như vậy tất cả cái đấy thì là chỉ là hình thức, không có tác dụng. Cái chúng ta học tập đúng pháp hội thì phải mời được các chánh căn tu hành chánh đạo, và chính cái vị chánh căn đó giống như thắp cái ngọn đèn chánh pháp để cho người âm tan từ cái chỗ tối tăm mở mịt không biết được gì, tự nhiên giống như cái phòng này tự nhiên không có điện thì phát thấy đi không được, nhưng tự nhiên bật đèn sáng lên thì mọi người tự nhìn thấy được đi, đúng không? Vậy thì khi bà cái đề là ngày xưa bà nhìn thấy hàm căn là bà thấy tối tăm và không có tin tưởng, nhưng gặp các vị chánh căn hào quang rực rỡ tỏa sáng được đi và ra cái nơi tối tăm ra lên cảnh giới ăn này. Như vậy thì đúng pháp hội tâm linh nó phải như thế. Vậy chúng ta đang đi mà theo đúng cái tinh thần của pháp hội tâm linh, mà khi muốn làm được điều đó thì điều đầu tiên là chúng ta phải mời được cái gì các bác, mời được chánh căn và các bậc tổ tát thì mới thiêng. Thì bây giờ chúng ta mời chánh căn, thời này chánh căn cũng có nhưng không nhiều, cũng có chứ không phải, tôi gặp rất nhiều các vị bậc chánh căn nhưng không phải tỷ lệ của bậc cao, chứ không phải dễ dàng lúc nào chúng ta mời được hàng chục hàng trăm vị. Vậy thì muốn chúng ta tạo được pháp hội như cái ngày mình viên thì chúng ta làm thế nào? Biến các bác này, các bác này con hiền, dâu thảo, chó ngoan, lặn lội như đây, chính các bác có tố chất của chánh căn. Chỉ có điều là vì mình miếng cơm manh áo hàng ngày cho nên mình phải mình sôi sục thiền nặng. Bây giờ mình ngồi đây mình tụng kinh sám hối, cho nên các bác xem là anh nào trong một tuần tụng sám hối một cách chân thành ấy, tự nhiên tạo lực, tức là ta đè những tham sân si xuống thì chúng ta lại trong sáng như cái chai nước. Thực ra cái chai nước này là chúng ta là lúc mới sinh ra, nhân chi sơ tính bản thiện, cái tính trong sáng này ai cũng có. Nhưng cái chai nước này rửa rau vo gạo rồi rửa chân nó chảy xuống sông Tô Lịch mới thành cái gì nước đục báo ạ. Vậy thì chúng ta cũng vậy, để ra cái thanh tịnh như thế này, nhưng vì cuộc đời sôi sục lên chúng ta phải chiến đấu, cũng phải tồn tại thì chúng ta đục như sông Tô Lịch. Nhưng múc cái bát nước ở sông Tô Lịch đó mang về mà chúng ta lắng đọng cái bùn đất, ta thanh lọc những cái chất bẩn đi, thì cái H2O của sông Tô Lịch và H2O ở đây có giống nhau không các bác? Bác nào đã học hóa học rồi hoàn toàn giống nhau. H2O của sông Tô Lịch và H2O của cái chai này hoàn toàn giống nhau. Vậy thì ta và các bậc Bồ Tát, ta và các bậc chánh căn hoàn toàn giống nhau ở cái vị thanh tịnh. Ta thì phàm phu, vậy thì bỏ cái phàm phu phiền não tham sân si xuống thì ta lại lúc đó ta lại là chánh căn. Cho nên ý nghĩa chúng ta ở đây là hàng tuần chúng ta đến là gì? Là sám hối, để đè tất cả những cái đục ở sông Tô Lịch xuống để trở thành cái trong như này. Và để gì? Để chúng ta tạo ra lễ đàn toàn các chánh căn trong khi làm đến. Và bây giờ muốn tìm Bồ Tát đại hiếu thì làm sao? Khi chúng ta đọc kinh Vu Lan Báo Hiếu hàng ngày, bắt đọc ở đây mà xem, tự nhiên nếu nhất là những ai mà đã cha mẹ qua đời thì mới thấu cái bản kinh này. Tôi ngày xưa nhá, đọc những người mà có cha mẹ qua đời đọc cái bài kinh Vu Lan, ai mà không rơm rơm nước mắt ra mới là tài, ai cũng thương cảm nếu như chúng ta cha mẹ của mất. Tức là nghĩ đến cái cảnh là con vừa chớm bệnh là cha mẹ buồn rầu, chạy ngược chạy xuôi giúp thầy tìm thuốc, chỉ nghĩ đến con mà thôi. Chúng ta đọc cái câu ấy thì chúng ta nhớ lại cái hình ảnh cha mẹ mình ngày xưa, chúng ta có thương không ạ? Quá thương luôn. Thậm chí con mà nguy hiểm nửa đêm cũng phải đi đưa cõng đi bệnh viện tìm thầy tìm thuốc. Bây giờ có khi chúng ta khi nay nhìn chờ mưa râm râm này, có khi chưa chắc vui thì lại mưa này thôi, thì để khác đi còn chịu thì không còn nắng thôi. Chứ còn khi mà chúng ta sinh ra đau bụng đến mấy cái nữa thì nửa đêm sớm tối bão cũng đấy, cũng phải nuôi con chết mẹ có thể chết thay. Tất đọc đến cái đấy tự nhiên cái lòng hiếu thảo trong thẳm sâu của mỗi người con trào dâng lên, đúng không? Mà khi chúng ta trào dâng lên cái sự hiếu thảo thì chính lúc đó chúng ta là Bồ Tát đại hiếu. Bồ Tát đại hiếu và bình thường chỉ khác nhau gì?
là Bồ Tát đã hiếu tất cả những sự hiếu thảo hàng ngày động tác chúng ta dâng lên cống hiến cho cha mẹ thì chúng ta là Bồ Tát đại hiếu. Còn khi nào chúng ta hư đốn quên công ơn của cha mẹ thì chúng ta lập tức trở thành chúng sinh bất hiếu. Vậy thì giữa chúng sinh bất hiếu và Bồ Tát đại hiếu chỉ khác nhau gì, người ta đè cái bất hiếu xuống và ta khởi tâm những cái hiếu thảo lên thì chúng ta lúc ấy đang là Bồ Tát đại hiếu. Và trong đạo tràng của chúng ta mỗi người góp cái đại hiếu lên thì toàn đạo tràng chính là ai đấy, chính Bồ Tát đại hiếu của kia. Nếu vậy thì cái phần âm của chúng ta về đây nhìn thấy nào ui ổ toàn không chén ăn, nào cái Bồ Tát tự nhiên băng phiền não đau khổ họ trồng gì hết, các bác có nhận không? Và lúc ấy đạo tràng của ta lại trở về đấy và đạo tràng của ngài được thiền viên năm xưa. Chính vì thế cho nên tự nhiên hàng năm chúng tôi cứ duy trì đều đặn cho mọi người đến đây cầu siêu. Không phải chúng tôi giỏi, thật ra chúng tôi không giỏi gì các bác, đạo lực của tôi không hơn gì các bác, nhưng chỉ có điều là chúng tôi căn cứ vào cái tích của nhà Phật để hướng dẫn cho mọi người tự mỗi người trở thành cái tắc, mỗi người trở thành Bồ Tát đại lượng thì lúc ấy chính mình mới là người cứu vớt công bằng được, không ai làm thay được. Nếu như người khác làm thay thì Đức Phật 26 thế kỷ đã làm thay hết, thì cần gì chúng ta phải đến đây đi tu hành làm gì? Cho nên Đức Phật nói là tự chúng ta có ăn thì tự no, con cháu tự báo hiếu mới là thiên nhiên, không phải ai báo hiếu thay được. Bố mẹ mình là mình cũng thương yêu thì làm sao đưa cái danh sách cho người khác làm thay mình luôn. Cho nên cái hữu dụng nhất ở trong cái tháng 7 này mà theo cái tháng Vu Lan của nhà Phật nó là như vậy. Tiếng Vu Lan ấy tức là ở trong tiếng Nhật gọi là Ubon, tức là biến từ cái chữ Ulanbala, và tiếng Trung Quốc gọi là Vu Lan Bồn, và chúng ta gọi là tháng Vu Lan của Tắc, tức là gì, là tháng báo hiếu. Mà còn có một cái tên tức là giải về đàn, tức là gì, cứu vớt những người đang trên địa ngục, một cái địa ngục kinh khủng lắm, địa ngục là còn treo ngược chứ chưa được ngồi xuôi. Vậy thì còn giải về đàn tức là giải cứu những người thân trong địa ngục, nhất phải đúng chánh pháp mới được, chứ còn nếu sai thì chúng ta mất tiền tốn của và cũng tốn thời gian không được ích lợi gì. Vậy thì muốn cho cái pháp hội của chúng ta mà trong tháng 7 này được tốt đẹp, nhất là trong tháng 7 thì càng thiêng liêng, càng làm càng tốt. Nhưng mà một số người cũng câu hỏi là vậy thì chỉ có làm tháng 7 không thôi. Chúng ta nên nhớ là nếu như chúng ta kính yêu thầy cô giáo không chỉ đến ngày 20 tháng 11 mới chào đúng không, gặp thầy cô giáo chào, còn ngày 21 có chào không các bác? Không chào, không nhắc cũng mời thầy cô giáo. Vậy thì hiếu thảo với cha mẹ bất kể ngày nào đúng không ạ? Như ngày xưa chúng ta còn bé, thế là con khóc đói thì mẹ phải cho bú, chứ bây giờ bảo không, chưa đến ngày cha mẹ, chưa đến ngày cả con thì không được học đúng không ạ? Hay là cái hai người yêu nhau thì bảo phải đến ngày tình nhân để mới yêu nhau, còn cái ngày khác yêu đúng không? Vậy thì đã hiếu thảo với cha mẹ bất kể ngày nào, còn vì quên lâu rồi thì cái tháng định nghĩa ra cái tháng này để buộc lòng nó phải nhớ mà thôi. Chứ còn nếu như theo cái tâm linh hiếu thảo với cha với mẹ từng hơi thở, từng việc làm, từng ngày từng giờ, chứ không phải cứ đến tháng 7 mới nhớ đến, các bác có chưa? Đó, đấy thì ở đây có cái bác hỏi như vậy thì cúng mã và cúng tháng 7 như thế nào thì tôi sẽ giải thích cho các bác đó. Về cái câu hỏi này thì các bác đã rõ về ý nghĩa tháng 7 chưa? Vậy thì chúng ta đi theo tâm linh, đi theo hiếu thảo thì chúng ta làm theo phương pháp của nhà Phật. Còn đi theo trần gian, đi theo hiểu theo những cái người của Trung Quốc, của Nhật Bản, Mã và kia thì chúng ta đi theo cái đấy, không ai cấm chúng ta. Bởi vì chúng tôi cũng không có pháp luật gì, không có chế tài gì đúng không, không có quyền gì với các bạn. Mà chỉ có điều phân tích lịch sử của hai cái cách làm đấy, là chúng ta thích đi theo cái nào thì đi. Nhưng mà phải đi theo cái phái của đạo Phật không phải nhiều đâu, mà đi theo cái phái mà của cái ngoại đạo của cái mấy cái vị văn hóa ngoại lai thì nhiều. Nhưng chúng ta nên nhớ trí tuệ không phải là cứ tính theo số đông, giống như cái hình tam giác này, cái đáy ở càng dưới thấp thì đáy càng to đúng không, càng lên thì nó càng bé. Vậy thì trí tuệ là càng đi lên cao số người nó càng ít dần, chứ không phải căn cứ theo luật đám đông. Còn cái câu nữa của bác là xin cậu giảng tâm linh trí tuệ như thế nào. Câu thứ hai là tạm mộ cụ mời các hương linh về nhà thờ ra tiên
phục tạng có được không? Thứ ba là mỗi năm tạ mộ mấy lần thì tốt? Thì trước hết tôi trả lời từ câu 1. Xin cậu giảng tâm linh trí tuệ thì tôi cũng xin bác thì tôi cũng là cậu cả. Thì cả nhiều khi các vị cứ lên là cậu rồi tới nhà mà cảm được gọi cậu. Nhưng tôi nếu như mà các bác đi học vào đại học mà tôi giảng thì đương nhiên khi lúc giờ giảng của tôi là các bác bảo là thầy. Nhưng khi ra khỏi tùng hết giờ là làm bình thường, anh em rồi là bạn bè cũng bình thường. Vậy thì ta nói cho vui, tức là tôi cũng không nên gọi tôi bằng cậu, thì có phần tôi cũng nghệ thuật phúc đức đúng không? Người cũng đều thôi, không phải nào là cậu mà cảm gì cả. Tâm linh trí tuệ thì các bác nên nhớ là cái giảng về tâm linh thì không ai giảng được, mà cách khai thác cái trí tuệ của các bạn thì các bác chú tâm tụng phát nhã. Ở đây các bác có thuộc phát nhã chưa? Bác theo như các bác chú tâm đọc. Và để có khi có thời gian chúng tôi sẽ gợi lại cái cách khai triển cái trí tuệ phát nhã của các bác ra. Cái đấy giảng không được, mà cái đấy chỉ có cách gặp những cái gì phiền não, những si mê thì cái đấy nó lộ ra. Giống như trong nhà chúng ta cất nhiều đồ bóng, nhưng mà bụi bẩn rồi tất cả cái đồ cặp nhạc cái che cũng đi. Cách duy nhất là chúng ta bứt những cái rác đi thì tự nhiên những quý bóng chúng ta lộ ra. Vậy thì trí tuệ bát nhã nằm ở trong tất cả chúng ta. Vừa rồi năm 2017 này, giải thưởng Nobel quốc tế là giải thưởng là gì? Là về sinh hóa, là công nhận trong mỗi người chúng ta có chất thiên nhiên như là tạo hóa, như là Chúa, là Thánh, là Phật ở trong mỗi con người chúng ta. Năm vừa rồi là giải thưởng của em. Tức là như vậy có nghĩa là khoa học nó tiến dần đến giáo lý của nhà Phật. Cho nên ông Einstein cũng nói là